anh chị ngày mới ăn lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị vào đêm 30. Dạ, hôm nay là buổi tối 30 Tết cả nhà ơi. Thời khắc giao thừa cũng đến gần rồi cả nhà ha. Bây giờ chúng ta dạo quanh đường phố Sài Gòn chút xíu nha cả nhà. Và đây là đường Âu Cơ. Dạ, đường Âu Cơ của quận Tân Bình nha. Bây giờ chúng ta đi từ từ ra đến ngoài khu vực trung tâm Bạch Đằng nha cả nhà. Và trung tâm nơi đó là tối nay sẽ 0 giờ tối nay sẽ có bắn pháo hoa. Dạ, bây giờ thì mình đi dạo quanh đường phố về đêm một chút xíu nha. Rồi và chờ thời khắc giao thừa nha cả nhà. Và còn đây là những nhà hàng tiệc cưới Bạch Kim. Nhà hàng Bạch Kim của quận Tân Bình nha cả nhà. Nhà hàng tiệc cưới nha. Rồi tiếp tục mình đi nữa nha cả nhà. Chờ đám cưới này đợi đó. Dạ. Có từ đâu ra? Giờ này thì cũng là 20 giờ đêm. Dạ, 20 giờ đêm của Sài Gòn nha cả nhà. Và đây là đường Âu Cơ, quận Tân Bình. Bây giờ mình sẽ đi từ từ ra ngoài trung tâm Sài Gòn nha. Ra trung tâm quận nhất nha cả nhà. Để chờ đón xem coi mọi người tập trung nơi đó đâu, đông không. Cũng như là đường Hoa Nguyễn Huệ, cũng như là ở khu vực Bạch Đằng. Dạ, hôm nay Ấm Áp Miền Tây cũng có mặt ở đây để ghi hình cái buổi thời khắc cuối năm cho cả nhà mình xem. Dạ, bởi vì từ trước tới giờ thì chúng ta chỉ gặp nhau qua những chuyến đò, những ngôi chợ, những ngôi bữa cúng đình làng. Còn hôm nay thì thay đổi không khí một chút xíu nha cả nhà. Thì mình đến thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ, Sài Gòn xưa đó cả nhà, mình đến mình xem bà con sinh hoạt vào đêm giao thừa, vào đêm ngày đêm 30, thời khắc cuối cùng, ngày cuối cùng của năm cũ, bà con mình sinh hoạt và chờ đón giao thừa như thế nào ha.
trường đua Phú Thọ này cả nhà. Nơi đây thường diễn ra những sự kiện thi đấu thể thao và cũng như là hội chợ. Dạ, thường là diễn ra ở nơi đây đây. Đây là nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ nha cả nhà. Còn phía trước màn hình mình thì là đường Lý Thường Kiệt. Dạ. Trên phía mặt trước màn hình mình đó, cái đó là cầu Dược. Mình đi Nguyễn Tri Phương rồi mình đi cầu Dược vậy đó. Thì nó sẽ giảm tải. Dạ. Đỡ phải kẹt xe đó cả nhà. Cho nên là mình đi phía dưới này cũng được mà mình đi trên cầu cũng được nha. Đây là về quận 7 nè, đi ngã hai bên này nè. Dạ. Đó. Nó là Lý Thái Tổ đó. Còn đây là mình đi cặp với cầu Dược nè, đi đó ngay nè. Thì là quận 10. Cũng vẫn còn quận 10 nha cả nhà. Như hồi sáng này thì Kim đi chợ với lại gia đình đó, thì là mua hoa về để trưng và để đón cúng đón giao thừa đó cả nhà. Thì hoa vẫn đắt cả nhà ơi, cũng không có giảm đâu nha. Dạ, hoa vẫn mắc bình thường chứ không có giảm, chỉ có giảm nhẹ một chút xíu thôi. Như ngày thường thì một bó hoa lây ơn thì một bó lây ơn thì như mấy hổm mà 25 26 Tết đó thì là 160 một bó. Còn bây giờ thì có giảm chăng thì cũng là 120 130 chứ cũng không có giảm nhiều nha cả nhà. Bây giờ chúng ta đang ở vùng bên ngã 7 nha cả nhà. Thì chúng ta đang lưu thông trên con đường Điện Biên Phủ nha cả nhà. Hôm nay thì 30 Tết rồi cho nên là cũng có nhiều quán cũng như là những hàng bán ăn uống hay là bán các loại hàng hóa thì cũng nghỉ Tết rồi cả nhà, cho nên đóng cửa sớm. Chứ bình thường thì là trên con đường này cũng khá là đông đúc và nhộn nhịp cả nhà. Bà con mình mở cửa bán hàng và hôm nay vì 30 Tết cho nên là
cũng đóng cửa nghỉ ăn Tết hết rồi, nhân viên rồi người bán hàng gì cũng về quê hết đó cả nhà, nghỉ ăn Tết hết, cho nên là mới giờ này mà cũng hơi vắng đó cả nhà, đóng cửa hết nè. Dạ. Cho nên cũng thấy cũng không có vui, cũng hơi vắng đó. Tập trung ở Sài Gòn đó. Bây giờ thì tập trung, mọi người đều tập trung ở ngoài Bạch Đằng, đi ra ngoài Sài Gòn, đường qua Nguyễn Huệ rồi hết rồi cả nhà. Và bây giờ chúng ta cũng đang di chuyển nha. Mình cũng đang di chuyển để đi ra đường Hoa Nguyễn Huệ, và cũng giống như mình cũng như là mình đang đi đến Bạch Đằng nha cả nhà, là nơi trung tâm của quận nhất nha. Vẫn còn đang di chuyển trên đường Điện Biên Phủ nha cả nhà ơi. Bây giờ mình ra Nguyễn Thị Minh Khai à? Đi nha. Quệ Nguyễn Thị Minh Khai đặng ra hồ Con Rùa, nơi phố ông đồ đó cả nhà. Nói về con đường Điện Biên Phủ này thì cũng có khá nhiều để chữa trị bệnh cho bà con mình, cũng như là bệnh viện bình dân và cũng như là bệnh viện mắt. Tên gì ạ? Rồi không thấy gì tên rồi. Bà nội quẹo đây.
sổ không? Đây là tòa nhà bảo hiểm Manulife. Bên đây là nhà quá nè, bên đây nhà quá nè. Nhà thanh hóa, văn hóa thanh niên. Chúng ta đang ra đến khu vực của phố Ông Đồ nha cả nhà. Dòng hồ con rùa này nha cả nhà. Chút xíu nữa thì mình mới đi qua bên phố Ông Đồ nha. Kim nhắc lại, hôm nay là ngày 30 Tết. Dạ, hôm nay là đêm 30 Tết rồi. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là thời khắc giao thừa đã đến, chuyển giao năm cũ, để mình tiếp đón một năm mới đó cả nhà. Đây là xung quanh hình ảnh của hồ con rùa. Dạ, hồ con rùa thì tọa lạc ở tại quận 3 nha cả nhà. Quận 3 và cũng cảnh sát nhà văn hóa thanh niên của thành phố. Linh vật của Việt Nam mình năm mới này thì là Quý Mão, và đây là những logo của các chú mèo, rất là dễ thương ha cả nhà ha. Yeah.
chút xíu nữa mình sẽ ra đường phố Nguyễn Huệ, mình sẽ xem logo của những chú mèo năm nay nha. Không sao đâu, lên đi quay, có người đi cũng đẹp mà. Rồi rồi đi lên đi rồi. Rồi thấy chưa chị? Từ đúng rồi. Dạ không sao đâu, có người đi lên cũng đẹp nữa anh. Rồi thôi mình cũng đi lên mình khám phá nha cả nhà ơi. Thank you.
những ca khúc Happy New Year, những ca khúc chào mừng năm mới vang lên liên tục cả nhà. Thì nãy giờ chúng ta làm một lộ trình từ Âu Cơ cho đến Điện Biên Phủ đến Hai Bà Trưng, và hiện tại chúng ta đang ở Hồ Con Rùa, và trung tâm nơi đây là Hồ Con Rùa tọa lạc trên quận 3 nha cả nhà. Thôi thì có lẽ Kim cũng xin tạm dừng video của mình ở đây ạ. Rất cảm ơn tất cả cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu mến đồng hành cùng với kênh Ánh Mắt Miền Tây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì thời khắc giao thừa đã đến năm cũ mình, bàn giao năm cũ qua năm mới. Thì có lẽ thôi Kim cũng xin chúc tất cả bà con mình vui đón một mùa xuân thật vui, thật nhiều hạnh phúc, vạn sự như ý ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình vào những clip sau ạ. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.